Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Hôm nay, sách tóm tắt sẽ được giới thiệu đến các bạn cuốn sách Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có. Học về tiền, cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có của Yong Seon Yong là câu chuyện của một người cha có 5 tỷ won tài sản, chuyển lại những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và bí quyết làm giàu cho con gái. Tác giả đã làm việc trong ngành phân phối 25 năm và từng là trưởng bộ phận thức ăn nhanh tại gia của Lotte Mart. Thông qua lịch sử ra đời, phát triển cũng như đình trệ của các siêu thị lớn tại Hàn Quốc, ông đã nhận ra những nguyên tắc kinh tế ẩn sau những sự thay đổi đó. Ông muốn truyền tải những câu chuyện về kinh tế ấy thông qua những lý thuyết học được và kinh nghiệm thực tế cho đứa con trai của mình. Như tác giả đã nói, cuốn sách này là một bữa cơm ấm áp nhất mà cha có thể dành cho con. Nó chứa đựng tất cả những bí mật trong mọi vấn đề như thu nhập, chi phí và tư duy, chẳng hạn như điều gì là quan trọng nhất để đạt được sự giàu có, cách huy động tiền và cách đầu tư để kiếm tiền. Đây thực sự là một cuốn sách tuyệt vời dành cho những bạn trẻ mong muốn tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Bước lên bậc thang giàu sang. Hôm nay, cha sẽ giải thích cho con về nguyên tắc của tiền bạc bằng cách lấy ví dụ và so sánh chúng với việc lên xuống cầu thang. Giống như việc ta có thể leo lên những tầng cao nhờ cầu thang, ta cũng có một cầu thang dẫn đến đỉnh cao của tiền bạc. Con cũng cần biết về các nấc thang và phải bước đi trên những nấc thang của tiền bạc như vậy. Bậc thang của tiền thay đổi theo độ tuổi và học thức của mỗi người. Bây giờ chính là lúc con học các cách kiếm tiền khác nhau sao cho phù hợp với từng độ tuổi và trình độ của bản thân. Đối với hầu hết mọi người, tiền chủ yếu được cấu thành bởi 4 bậc thang. Tiêu chuẩn để chia tiền thành 4 bậc thang là chu kỳ cuộc sống của con người. Cuộc sống của con người được chia thành thời thơ ấu, tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành và tuổi già. Các bậc thang của tiền biến đổi khác nhau tùy theo từng thời kỳ. Thời thơ ấu là quãng thời gian ta chỉ có thể tiêu xài mà không kiếm được tiền. Tuổi thanh niên là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ lao động. Tuổi trưởng thành là thời kỳ kiếm được thu nhập nhờ kinh doanh. Và tuổi già là thời kỳ thu nhập được sinh ra từ vốn. Hiểu được nguyên lý của từng bậc thang cũng là quá trình giúp con có thể từng bước tiến lên trên con đường hoàng gia. Đây không phải là một việc khó như những lý thuyết cứng nhắc. Đầu tiên, thời thơ ấu là lúc để học các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc. Thời kỳ này là một bước đệm chuẩn bị trước khi con bước chân vào xã hội. Đây là khoảng thời gian từ khi con sinh ra đến năm con 20 tuổi. Đây không phải là lúc để con học về các nguyên tắc kiếm tiền, mà là thời gian để con tìm hiểu về các nguyên tắc tiêu tiền cũng như cách tiêu dùng sao cho hợp lý. Người giàu có là những người biết cách tiêu tiền hơn là cách kiếm tiền. Nếu không học được cách chi tiêu hợp lý trong thời gian này, con sẽ không biết cách tiêu tiền trong suốt phần đời còn lại của mình. Thói quen được hình thành từ năm 3 tuổi sẽ theo chân con đến tận năm 80 tuổi và rất khó để thay đổi những thói quen xấu một khi chúng đã được hình thành. Con phải học tập một cách đúng đắn ngay từ đầu để có thể hình thành được những thói quen tốt. Vì thế, ngay lúc này đây, con cần học các nguyên tắc tiêu dùng tiền bạc cơ bản một cách thật chính xác và đúng đắn. Nguyên lý cơ bản trong tiêu dùng cũng tương đồng với nguyên lý cơ bản trong thu nhập. Vì vậy, nếu có thể học được cách tiêu tiền tốt, thì con cũng học được cách thức kiếm tiền một cách tự nhiên. Có thể thấy, người Do Thái, những bậc thầy lão luyện về tiền bạc đã luôn dạy cho con của họ một cách có hệ thống về cách chi tiêu tiền ngay từ khi chúng còn nhỏ. Thứ hai, tuổi thanh niên là thời kỳ tập trung vào thu nhập lao động. Giai đoạn này diễn ra trong khoảng thời gian từ 25 đến 45 tuổi. Chỉ khi con còn trẻ, con mới có thể tự chiêm nghiệm ra nguyên tắc để kiếm tiền. Khi con học được cách tiêu tiền đúng đắn và bài bản thời thơ ấu, nền tảng của việc kiếm tiền sẽ được hình thành một cách tự nhiên bên trong con. Lúc này, con cần nắm được nguyên tắc thu hái tiền hạt giống từ khoản tiền lương cố định, sau đó mới học đến nguyên tắc tích lũy những khoản tiền nhỏ thành khoản tiền lớn. Trong thời kỳ này, con nên tìm hiểu kỹ nguyên tắc về thu nhập lao động mà con kiếm được, bởi vì đây cũng chính là thời gian mà con có thể hiểu về thu nhập kinh doanh thông qua thu nhập lao động. Thu nhập lao động là gốc rễ của thu nhập kinh doanh. Con phải hiểu được nguyên tắc thu nhập và lao động vào ngay thời điểm này, thì sau 40 tuổi, con mới có thể tham gia vào kinh doanh. Thứ ba, tuổi trưởng thành là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ kinh doanh. Thời kỳ này diễn ra trong khoảng 45 đến 65 tuổi. Đó là thời điểm vàng để bắt đầu kinh doanh dựa trên các nguyên tắc lao động cơ bản đã được học trong công việc. Chỉ những người đã học chắc về nguyên tắc tiêu dùng trong thời kỳ thơ ấu và nguyên tắc thu nhập lao động trong thời kỳ thanh niên thì mới có thể thành công ở thời kỳ này. Việc nhảy vào công việc kinh doanh trong trạng thái nền tảng không vững chắc là một việc vô cùng nguy hiểm. Đây là thời kỳ có nhiều nguy cơ nhất, nhưng đồng thời cũng là thời kỳ có thể tạo ra thu nhập cao nhất. Điều quan trọng cần ghi nhớ
là sẽ rất nguy hiểm nếu con bắt đầu kinh doanh chỉ với vốn tự có của bản thân. Mấu chốt của việc kinh doanh chính là phải nhận được sự đầu tư của người khác và thành lập công ty dạng tập đoàn. Giai đoạn này là giai đoạn hỗn loạn và bất ổn nhất về tiền bạc. Thứ tư, tuổi già là thời kỳ tập trung vào thu nhập từ vốn. Đây là thời kỳ từ những năm 65 tuổi cho đến ngày chúng ta nhập mộ. Đây là thời kỳ ta có thể thu được lãi từ vốn. Là con người thì đương nhiên cơ thể và não bộ sẽ bị lão hóa dần theo thời gian. Đây là một nguyên lý tự nhiên mà ta không thể làm trái được. Ta phải chấp nhận sự thật đó và sống cuộc sống của tuổi già phù hợp với trạng thái của cơ thể và não bộ. Vì vậy, khi về già, việc sử dụng cơ thể hoặc não bộ quá mức có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Đây là thời kỳ không phải là thân thể hay đầu óc mà chính là tiền bạc mới phát huy quyền lực của mình. Vì vậy, con nhất định phải là người có tiền trong thời kỳ này. Tuổi già là thời gian con có thể sống nhàn nhã và yên bình hơn dựa trên thu nhập từ vốn. Việc tìm hiểu muộn về tiêu dùng thời thơ ấu làm cho cơ thể mệt mỏi với thu nhập lao động của thời kỳ thanh niên và làm cho đầu óc mệt lử với thu nhập kinh doanh của tuổi trưởng thành là những hành động khiến cho tuổi già của con trở nên vất vả hơn. Ở thời kỳ này, con nhất định phải có tiền tiết kiệm để có thể tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với thu nhập từ vốn. Thuê nhà theo tháng, theo năm và bậc thang của sự giàu có. Khi giá nhà tăng cao, những người dân bình thường sẽ mất đi cơ hội dẫn đến bậc thang của sự giàu có. Dạo gần đây, giá nhà đột nhiên tăng vọt. Cũng vì vậy, mọi chuyển từ nhà thuê theo năm sang dạng thuê nhà theo tháng và ở trong những căn nhà bán tầng hầm của thành phố suốt một thời gian dài. Tuyết được phân chia thành hai loại, đó là tuyết bột và tuyết dày đặc. Tuyết bột là loại sẽ bị tan chảy ngay khi rơi xuống đất. Nó sẽ nát như tường và không thể tạo ra một bông tuyết đúng nghĩa. Tuyết dày đặc thì lại khác. Khi tuyết rơi dày đặc, nó dần dần chất thành những đống tuyết trên mặt đất. Bằng cách đó, những tinh thể tuyết có thể bám vào nhau và tạo thành các bông tuyết một cách chắc chắn. Tiền cũng được chia làm hai loại giống như tuyết. Đó là tiền như bột và tiền như tuyết rơi dày đặc. Tiền như bột tan ngay từ khi chúng được tạo ra. Ta thường coi lại tiền đó là những khoản chi phí thường ngày mà ta phải chi trả. Chi phí là tiền sẽ biến mất ngay khi chúng được tạo ra. Chi phí là tiền sử dụng cho thực phẩm, quần áo và chỗ ở. Người dân bình thường là những đối tượng có tỷ lệ chi phí dành cho việc ăn, mặc, ở rất cao. Vậy nên, trong túi của những người dân bình thường luôn được lấp đầy bằng tiền như tuyết bột. Nhưng ngược lại, chi phí dành cho thức ăn, quần áo và chỗ ở của người giàu lại rất thấp. Người giàu có nhiều tiền tích cóp ở trong túi và có khả năng khiến cho số tiền ấy tăng lên tựa như tuyết rơi dày đặc và có thể tạo ra những quả cầu tuyết. Chúng ta gọi số tiền tựa như tuyết rơi dày đặc ấy là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm có nghĩa là tích lũy số tiền còn dư từ những khoản thu nhập hàng tháng của bản thân. Đây là số tiền chúng ta không thể chi tiêu để ăn, mặc và cũng không thể sử dụng một cách bừa bãi. Những người bình thường có thể lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai với số tiền họ tiết kiệm được. Họ cũng có thể tạo ra những quả cầu tuyết khổng lồ nhờ vào số tiền này. Số tiền họ kiếm được là khoản tiền rất tốt để biến đổi chúng thành hạt giống với những điều kiện thích hợp. Tiền giống như tuyết bột là tiền chi phí. Tiền giống như tuyết rơi dày đặc là tiền tiết kiệm. Nếu gom góp tiền tiết kiệm và phát triển nó thành tiền hạt giống, con có thể mua một ngôi nhà bằng số tiền đó và số tiền đó sẽ trở thành tài sản an toàn mà con sở hữu. Để có được số tiền này, những người bình thường lựa chọn cách giảm chi phí, tăng tiết kiệm và cuối cùng là đảm bảo cho sự sở hữu tài sản an toàn của bản thân. Con phải biết và hiểu rõ về ba loại tiền: tiền chi phí, tiền tiết kiệm và tài sản an toàn, đồng thời quản lý một cách chặt chẽ theo đúng bản chất của chúng. Ngay từ bây giờ, con phải thật chú ý về vấn đề này. Có loại nhà giống như tuyết bột và có loại nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Loại nhà giống như tuyết bột là loại nhà thuê theo tháng. Càng sống ở loại nhà đó lâu, con càng mất nhiều tiền thuê nhà hơn. Những người dân bình thường muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói thì điều đầu tiên họ cần làm chính là thoát khỏi cảnh thuê nhà hàng tháng. Điều này là bởi tiền thuê nhà hàng tháng là số tiền sẽ tan biến ngay khi con có thể chạm đến chúng. Vì vậy, đây không phải là một ngôi nhà đúng nghĩa. Tiếp theo là một ngôi nhà giống như tuyết rơi dày đặc. Càng ở lâu trong ngôi nhà này, con càng có thể tích lũy được nhiều tiền. Chúng ta gọi ngôi nhà đó là nhà thuê theo năm. Nhà thuê theo năm sẽ giúp con tích lũy tiền bạc. Bởi lẽ, con sẽ dành ra một khoản riêng để đóng tiền nhà một lần một năm mà không phải đóng tiền hàng tháng như thuê nhà theo tháng. Nếu sống trong một ngôi nhà thuê theo năm hoặc ngôi nhà của chính mình, thì con có thể tạo ra một khoản tiền không bị tan biến. Chúng ta có thể tạo ra tiền hạt giống bằng cách bổ sung tiền tiết kiệm từng chút một mà không ăn, không mặc, không chi tiêu vào số tiền đó. Vậy nên, để có thể làm được những điều ấy, thì
thì ít nhất con nên sống trong một ngôi nhà thuê theo năm. Việc chi phí thuê nhà tăng có nghĩa là số tiền tan chảy trong chi phí hộ gia đình đã tăng lên. Nó cũng đồng nghĩa với việc cơ cấu kinh tế mà tại đó người dân thường phải sống trong những căn nhà bán lòng đất trong lòng thành phố một thời gian dài đã được hình thành. Nếu số tiền tan chảy ngày càng tăng thì cuộc sống của những người dân bình thường sẽ trở nên rất khó khăn, bởi vì thu nhập của họ thì vẫn cố định như vậy, nhưng chi phí cần chi trả lại tăng lên. Để những người dân bình thường có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói, thì ít nhất họ cũng phải sống trong một căn nhà thuê theo năm. Điều này là do những căn nhà thuê theo năm có thể giúp họ tiết kiệm được tiền. Con trai à, con phải giảm lượng tiền tan chảy và biến nó thành tài sản an toàn của bản thân bằng mọi cách. Nếu con làm được như vậy, thì dù ngọn lửa kia có lan rộng đến đâu, tài sản an toàn cũng sẽ bảo vệ con. Việc muốn sở hữu một căn hộ là bản năng. Thực phẩm, quần áo và chỗ ở là nền tảng cơ bản nhất của đời sống kinh tế của mỗi người dân. Chúng ta chỉ có thể mong cầu về sự thịnh vượng của tinh thần khi đã có được nền tảng kinh tế vững chắc. Bạn sẽ mặc quần áo loại nào? Bạn sẽ ăn món gì? Bạn sẽ sống trong ngôi nhà nào? Đây là ba điều cơ bản của đời sống kinh tế đã có từ thuở sơ khai của loài người. Lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ suy cho cùng là quá trình giải quyết vấn đề cơm ăn, áo mặc và nơi ở. Trai được sinh ra vào cuối những năm 1960 tại khoa sản nhỏ của một bệnh viện thuộc thành phố Seoul. Trai là con thứ ba trong một gia đình có 5 người con trai và 1 người con gái. Vào thời điểm đó, cả gia đình không thể có một ngôi nhà đàng hoàng để sinh sống, không có cả quần áo để thay mà cũng chẳng có gì để ăn. Chính bản thân cha cũng không thể hiểu được vì sao vào thời đó gia đình nào cũng đông người như vậy. Trong nhà có 6 anh em, ông bà và cha mẹ cùng chung sống, tổng là 10 người. Những thứ là nền tảng của cuộc sống như thức ăn, quần áo và nơi ở đều không có đủ. Thế nhưng, ngay cả khi phải sống trong những ngày tháng đói nghèo cơ cực ấy, thì cha cũng có một điều ước đặc biệt. Điều ước đó chính là sở hữu một căn phòng của riêng mình. Khi còn nhỏ, cha là một người rất nhạy cảm, đặc biệt là về chỗ ngủ. Vì vậy, điều mong muốn nhất của cha là có phòng riêng. Sau khi kết hôn và sống một cuộc sống tự lập, thì cuối cùng cha cũng có thể sở hữu một căn phòng của riêng mình. Thế nhưng, đây không chỉ là mong muốn của một mình cha. Các chị em của cha cũng đều mong muốn như vậy. Dù là bất cứ ai cũng đều mong muốn có một không gian độc lập và một căn phòng của riêng mình. Có lẽ vì vậy mà cha thích một ngôi nhà có nhiều phòng rộng rãi, tựa như một phần thưởng cho bản thân. Chúng ta đều có một con người thật khác với vỏ bọc bên ngoài mà không muốn bị ai khác ngoài bản thân nhìn thấy. Ai cũng đều có những khía cạnh tồi tệ. Họ muốn được che giấu điều ấy khi ở một mình. Và không gian để bảo vệ điều đó chính là phòng riêng. Nếu mong ước của mỗi cá nhân là một căn phòng riêng, thì mong ước của mỗi gia đình sẽ là một tổ ấm. Mọi người đều thích sở hữu một căn hộ để có thể xây dựng tổ ấm ở đó. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi chỉ căn hộ chung cư mới có được không gian riêng thỏa mãn nhu cầu của con người. Trong cộng đồng đô thị trước đây, căn hộ chung cư được coi là biểu tượng cắt đứt sự liên hệ giữa con người với con người trong một cộng đồng cùng sinh sống. Tuy nhiên, cha muốn nói rằng căn hộ chung cư không phải là biểu tượng của sự ngắt kết nối giữa người với người, mà là biểu tượng của một không gian nơi tính độc lập và sự riêng tư của mỗi cá nhân đều được đảm bảo. Ở một nơi khổng lồ và chật hẹp được gọi là thành phố, không gian độc lập luôn cần thiết cho mỗi đơn vị cộng đồng được gọi là gia đình. Nhà không chỉ là một nơi để ăn hay để ngủ, mà nó còn là không gian nơi cuộc sống của chúng ta diễn ra. Hay nói cách khác, nhà chính là không gian sống của mỗi người. Đặc biệt trong khoảng thời gian dịch COVID-19 diễn ra, thì thời gian chúng ta ở nhà cũng ngày một tăng lên. Ngôi nhà chiếm một tỷ trọng tuyệt đối trong cuộc sống của chúng ta. Và đương nhiên, cùng với mức sống cao hơn, thì nhu cầu về một không gian sống thoải mái nhất định cũng sẽ tăng theo. Ngay cả với những người bình thường cũng nên biết về điều này. Tầm nhìn của những người bình thường và những người giàu có đều giống nhau và không có gì khác biệt. Họ đều có mong muốn được sống trong một căn hộ tốt. Vậy nên, tại sao chúng ta không thể thấu hiểu cho cảm giác của những người bình thường và lập kế hoạch cung cấp căn hộ để họ cũng có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn trong thời gian tới? Phần 2. Phương diện tiết kiệm. Ba lối đi của tiền bạc. Con trai, con phải học về kinh tế. Bởi vì nền tảng của khoa học và nghệ thuật, cuộc sống và hạnh phúc chính là kinh tế. Cha đã bị mắc kẹt trong thu nhập từ lao động trong suốt một thời gian dài. Thu nhập là hàng hóa nhận được sau khi tham gia sản xuất bằng cách cung cấp lao động, đất đai và vốn. Nói cách khác, nó có nghĩa là tự mình kiếm tiền. Có ba cách để kiếm tiền trong xã hội tư bản. Đầu tiên là thu nhập từ lao động. Thu nhập kiếm được là bất kỳ khoản tiền nào mà người lao động nhận được khi cung cấp lao động theo hợp đồng lao động hoặc quan hệ lao động. Đó là thu nhập của việc người lao động cung cấp lao động và nhận lại tiền.
Hầu hết những người làm công ăn lương đều thuộc đối tượng này. Người lao động là người kiếm được thu nhập, bất kể địa vị cao hay thấp. Hầu hết mọi người trong xã hội đều bắt đầu bằng kiểu thu nhập này. Thứ hai là thu nhập từ kinh doanh. Thu nhập từ kinh doanh có được từ hoạt động kinh doanh mà một cá nhân thực hiện. Nói cách khác, đó là thu nhập ta kiếm được từ hoạt động kinh doanh của bản thân. Cho dù là điều hành một cửa hàng nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, thì những người tạo ra thu nhập từ kinh doanh đều được gọi là doanh nhân. Thứ ba là thu nhập từ vốn. Thu nhập từ vốn là thu nhập được tạo ra từ hoạt động đầu tư hoặc sở hữu tài sản ngoài vốn để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của chính mình. Đó là tiền mà vốn tạo ra. Thu nhập từ vốn là một thu nhập đúng nghĩa. Một người có cơ cấu thu nhập mà ở đó tiền tạo ra tiền được gọi là nhà tư bản. Chúng ta sống như người lao động, doanh nhân hoặc nhà tư bản. Vì vậy, những người không thuộc ba loại này được gọi là người thất nghiệp. Người không có thu nhập trong cuộc sống là người thất nghiệp. Trong xã hội chủ nghĩa tư bản, cuộc sống không có thu nhập thực sự rất khó khăn và vất vả. Thu nhập là việc kiếm được tiền. Tuy những số tiền này đều được gọi là thu nhập, nhưng thu nhập của mỗi người lại là một con số khác nhau. Điều này là do người lao động, doanh nhân và nhà tư bản có sự khác biệt về cách họ kiếm tiền. Cách nhanh nhất để trở nên giàu có trong xã hội chủ nghĩa tư bản là có cha mẹ giàu có. Việc nhận được quà tặng hoặc thừa kế từ cha mẹ giàu có là cách nhanh nhất để trở thành doanh nhân hoặc nhà tư bản. Nhưng đây là lĩnh vực của thần linh, chứ không phải lĩnh vực mà con người có thể can thiệp được. Hầu hết, những người không thể sử dụng father, mother chance đều phải bắt đầu bằng cách kiếm tiền thông qua lao động. Xuất phát điểm đầu tiên của họ chính là thu nhập đến từ lao động. Vậy nên, chúng ta cần thiết phải lập một chiến lược thu nhập dành cho bản thân. Trọng tâm của chiến lược đó là thoát khỏi tinh thần của người lao động và trang bị cho mình tinh thần của doanh nhân hoặc tinh thần của nhà tư bản. Họ có sự nhạy bén về kinh tế và khả năng kêu gọi sự hợp tác, ủng hộ của mọi người. Họ biết sử dụng những ưu điểm cũng như sức mạnh của công nghệ và vốn. Còn phải trở thành người có đủ các giác quan kinh tế giống như những người này. Còn phải hiểu về bản chất của thu nhập và nuôi dưỡng cảm quan kinh tế. Đừng dừng lại ở mức thu nhập đến từ lao động quá lâu như cha. Thu nhập là việc tiền được đưa vào tài khoản của bản thân. Phải có thu nhập mới có chi tiêu và có tài sản tích lũy được. Thu nhập chính là nền tảng của nền kinh tế. Làm thế nào để tạo ra thu nhập là nhiệm vụ muôn thuở của nhân loại. Lý do cơ bản để nghiên cứu kinh tế học là để hiểu quá trình tạo ra thu nhập. Thu nhập không nên được hiểu đơn giản là khái niệm kiếm tiền, mà nên được chia thành thu nhập lao động, thu nhập kinh doanh và thu nhập vốn để hiện thực hóa các khái niệm riêng lẻ. Mong rằng con sẽ không mắc sai lầm, chỉ tập trung vào một loại thu nhập này mà bỏ quên những loại thu nhập khác. 90% cuộc sống của chúng ta liên quan đến tiền bạc. Vậy nên, việc học về tiền và học về kinh tế cũng đồng nghĩa với việc nghiên cứu bản chất của cuộc sống. Cha mong rằng con sẽ sống một cuộc sống lãnh đạo, chứ không phải cuộc sống phụ thuộc vào ai đó. Hy vọng rằng cuộc sống của con sẽ được xây dựng trên nền tảng vững chắc nhất. Tích lũy và tiết kiệm tiền. Lãi suất kép là bí quyết để con người vượt ra khỏi các quy tắc hàng ngày và là phép thuật thành công mà thời gian mang lại cho chúng ta. Chúng ta vẫn luôn nói về tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa có những nhận thức rõ ràng rằng tiết kiệm là gì và nó quan trọng như thế nào. Tiết kiệm cũng quan trọng như con người, cuộc sống, tự nhiên, không khí và nước. Thế nhưng chúng ta lại không nghĩ rằng đó là một việc quan trọng, bởi chúng đều là những thứ quá phổ biến và chúng ta vẫn nhắc đến chúng hàng ngày. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét ý nghĩa của từ tiết kiệm. Tiết kiệm là việc tích lũy khoản tiền không dùng để tiêu dùng, và cụ thể hơn, tiết kiệm chỉ các khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản và tiền tiết kiệm được tích lũy do lãi suất định kỳ. Đặc điểm lớn nhất của gửi tiết kiệm là không xảy ra rủi ro mất số tiền gốc. Đây là một điều rất quan trọng. Vì không có tổn thất về tiền gốc nên những người dân thường gom từng xu một và gửi tiết kiệm trong ngân hàng để tạo ra tiền hạt giống. Đây là mục đích lớn nhất của việc tiết kiệm. Tuy nhiên, dạo gần đây đã có trường hợp ngân hàng phá sản do phát sinh hiện tượng rút tiền hàng loạt, bởi vì có các quỹ được ngụy trang một cách khéo léo bằng những gói tiết kiệm. Vậy nên, cha cũng đã tham gia gửi tiết kiệm, thế nhưng cha không thể an tâm chỉ vì mình đã gửi chúng. Đây là lý do tại sao chúng ta phải nhìn nhận và xem xét các gói tiết kiệm dựa trên nền tảng là sự hiểu biết của bản thân về các sản phẩm tín dụng. Tất nhiên, các gói tiết kiệm sẽ có sự khác biệt rõ ràng so với các sản phẩm tài chính khác. Tiết kiệm nhằm mục đích để dành và thu lãi, quỹ dành cho mục đích đầu tư và bảo hiểm là một sản phẩm tín dụng để giảm thiểu rủi ro. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Thế nhưng dạo gần đây, các sản phẩm thường được gộp vào với nhau khiến chúng ta bị nhầm lẫn và rất khó để phân biệt được đó là gói tiết kiệm, sản phẩm quỹ hay sản phẩm bảo hiểm. Vậy nên, để có thể phân biệt được ba loại sản phẩm ấy, chúng ta cần có kiến thức về tín dụng. Trong thời đại lãi suất cao,
gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng là một việc làm rất hiệu quả khi muốn tiết kiệm tiền hạt giống. Tuy nhiên, trong thời đại lãi suất thấp, rất khó để tiết kiệm tiền trong ngân hàng. Thế giới đang dần chuyển mình từ thời đại tiết kiệm sang thời đại đầu tư. Tiết kiệm đi kèm với sự ổn định, còn đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Thế nhưng trong thời đại lãi suất thấp như hiện nay, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đầu tư để giảm đi sự rủi ro ấy. Vì vậy, khác với trước đây, chúng ta cần có các sản phẩm tín dụng để có thể đạt được hiệu quả đầu tư tối đa. Vậy nên, thay vì sử dụng phương thức tiết kiệm vốn hữu ích trong thời kỳ lãi suất cao, ta cần nghiên cứu kỹ lưỡng các sản phẩm tín dụng cần thiết trong thời kỳ lãi suất thấp. Thứ nhất là khoản tiết kiệm từ tiền gửi thông thường. Ta gửi một khoản tiền vào ngân hàng, sau đó có thể gửi thêm vào hoặc rút ra một cách tự do. Các khoản tiền này thường có lãi suất dưới 1%. Khoản tiền gửi thông thường là loại chỉ có mục đích giữ tiền, giống như khi ta để tiền vào trong két sắt. Thứ hai là tiền gửi có kỳ hạn. Đây là loại tiền gửi mà trong đó một số tiền nhất định được gửi vào tổ chức tín dụng trong một thời gian nhất định. Trong kỳ hạn đã định được giao kết thì ta không thể rút tiền ra, ngân hàng sẽ trả lãi theo một tỷ lệ nhất định. Thứ ba là tiền tiết kiệm định kỳ. Đây là khoản tiền tiết kiệm theo hình thức tích lũy hàng tháng và nhận được số tiền cam kết vào ngày đáo hạn. Tiền tiết kiệm và tiền lãi sẽ được tích lũy đồng thời trong từng tháng. Đây là loại tiết kiệm áp dụng ma thuật của lãi suất kép. Tiết kiệm định kỳ là một gói tiết kiệm tiêu biểu cho việc sử dụng hiệu quả của lãi suất kép. Có hai cách tính lãi suất ở ngân hàng. Một là lãi suất gốc, hai là lãi suất kép. Lãi suất gốc là phương pháp tính lãi kỳ sau chỉ dựa trên tiền gốc, không cộng lãi kỳ trước và tiền gốc. Ngược lại, trong phương pháp tính lãi kép, tiền lãi được cộng vào tiền gốc vào cuối mỗi kỳ nhất định và tổng số tiền đó được dùng làm tiền gốc của kỳ tiếp theo. Lãi suất kép, trong đó tiền lãi vô hình mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được tích lũy cùng với số tiền gốc đã trở thành một quy luật kỳ diệu chi phối cuộc sống của chúng ta. Những người có tư duy kinh tế nhạy bén sẽ có thể biết được thứ chi phối cuộc sống của chúng ta chính là lãi suất kép vô hình ấy chứ không phải tiền gốc. Vì vậy, lãi suất kép là một điều kỳ diệu của cuộc sống vượt ra ngoài logic số học và các quy tắc hữu hình. Những người giàu có đạt được thành công lớn đều là những người biết rõ tác dụng vô hình của lãi suất kép. Trên thế giới này, điều gì cũng có hai mặt, và lãi suất kép cũng như vậy. Lãi suất kép không nhất thiết chỉ được tích lũy trong những điều tốt đẹp mà còn cả trong những điều tiêu cực. Tập thể dục, đọc sách sẽ tích lũy lãi suất kép tích cực. Ngược lại, rượu bia, thuốc lá, tham lam sẽ tích lũy lãi suất kép tiêu cực. Chúng ta phải thiết kế cuộc sống của mình để tích lũy các lãi suất kép tích cực. Lãi suất kép là một phép thuật mà thời gian tạo ra. Nếu ta thu tiền đều đặn hàng ngày trong nhiều tháng, tiền sẽ có tác dụng kỳ diệu là tự sinh lãi. Vì vậy, phải có một khoản thu nhập cố định nhất định và việc tiết kiệm nó một cách cố định là điều quan trọng nhất. Đây là nguyên tắc kinh tế của việc huy động tiền. Việc tích lũy một số tiền nhất định là việc tạo ra lãi suất kép. Lãi suất này sẽ tự đem tiền về cho chính chúng ta. Ta nên hiểu về các nguyên tắc tiết kiệm này và tận dụng tốt sự kỳ diệu của lãi suất kép. Hãy nhớ rằng, sử dụng phương pháp lãi suất kép trong học tập và kinh tế là bí quyết tạo ra sự giàu có và thành công. Cách chi tiêu để bảo vệ tiền bạc. Bảng chỉ dẫn của con đường dẫn đến tiền không phải là thu nhập mà là chi tiêu. Nếu con nhìn vào các tổ tính của tiền từ quan điểm của cá nhân thì sẽ xuất hiện hai khái niệm, thu nhập và tiêu dùng. Thu nhập đề cập đến lượng tiền vào, trong khi tiêu dùng đề cập đến việc tiền đi ra. Ngày hôm nay, cha sẽ nói với con về việc tiêu tiền. Trước hết, con có thể nghĩ rằng tiền được con rút ra khỏi túi là một khoản chi tiêu vô điều kiện. Thế nhưng, việc tiêu dùng cũng được chia thành ba loại tùy theo mục đích sử dụng tiền. Thứ nhất là chi tiêu đầu tư. Chi tiêu đầu tư bao gồm đầu tư vào bất động sản, mua cổ phiếu, khởi nghiệp, mở cửa hàng và gửi tiền vào ngân hàng. Chi tiêu đầu tư là tiêu tiền vào những nơi mà tiền có thể trở thành thu nhập trong tương lai. Vì vậy, ta cần phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Đây là một hạng mục quan trọng vì khoản chi tiêu này giúp bản thân có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy đầu tư tiền vào nơi giúp tiền càng tăng nhiều càng tốt. Người giàu là những người có khoản chi tiêu đầu tư lớn. Thứ hai là chi tiêu cần thiết. Chi tiêu cần thiết là khoản tiền sử dụng để mua hàng hóa cần thiết. Nó đề cập đến việc mua các nhu yếu phẩm hàng ngày như xà phòng, chất tẩy rửa, đồ ăn, nước uống, gạo và quần áo. Đúng như tên gọi, đây là những chi phí để phục vụ cho nhu cầu của con người. Đây là khoản chi tiêu cơ bản về ăn, mặc, ở trong cuộc sống thường ngày nên cần phải biết quản lý nó một cách khôn ngoan, chứ không nên cắt giảm để tiết kiệm một cách mù quáng. Thứ ba là chi tiêu tham vọng. Có hai dạng tâm lý của người tiêu dùng. Một là tiêu thụ theo nhu cầu, hai là tiêu thụ theo tham vọng.
chỉ tiêu tham vọng đề cập đến việc tiêu thụ một cách lãng phí. Có nhiều hình thức khiến tham vọng nổi lên trong tâm trí con người. Đôi khi họ muốn thể hiện, đôi khi họ nghiện mua sắm trong vô thức, đôi khi họ rơi vào ảo tưởng không thể phân biệt được đâu là ham muốn và đâu là nhu cầu. Thế nên họ đã tiêu dùng bừa bãi theo ý muốn. Còn cần phải phân biệt rõ giữa ba hình thức chi tiêu. Những người giàu có nhất là những người biết rằng chính tiêu dùng chứ không phải thu nhập mới là vấn đề mà bản thân cần quan tâm. Đây là lý do vì sao cha nói rằng bảng chỉ dẫn của con đường dẫn đến tiền không phải là thu nhập mà là chi tiêu. Để trở nên giàu có thì ta chỉ nên xếp thu nhập vào vị trí số 2 trong số những mối quan tâm và vị trí thứ nhất chắc chắn phải là chi tiêu. Một số người sẽ nói rằng phải có thu nhập thì mới có chi tiêu. Nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Việc chúng ta nghĩ rằng bản thân không có tiền đó là bởi chúng ta chưa có đủ tiền hoặc chúng ta chưa hài lòng với số tiền mà bản thân đang có. Trên thực tế, tùy thuộc vào cách mà bản thân sử dụng tiền đó như thế nào mà số tiền sẽ trở nên lớn dần hoặc tan biến đi. Những người giàu có vĩ đại thường cần nhiều yếu tố như thời gian và may mắn. Thế nhưng những người giàu có bình thường thì cần quan tâm nhiều hơn về mặt kinh tế. Sau đây, cha sẽ cho con thấy một ví dụ minh họa dễ hiểu. Người đại diện cho những người giàu có bình thường chính là ông ngoại của con. Trước khi nói về ông ngoại, hãy nói về cách chi tiêu của mẹ con. Nhờ vào việc chi tiêu hợp lý của mẹ con mà giờ đây gia đình ta có thể sống như những người giàu có hợp pháp. Cha yêu mẹ con và tôn trọng bà ấy ngay cả trong những quan điểm kinh tế. Đó là một việc không bao giờ thay đổi. Mẹ con chỉ có thể gọi là đủ sống khi cầm số tiền hàng tháng mà cha kiếm được từ thu nhập lao động. Hiển nhiên là tiền lương của những người làm công ăn lương sẽ chỉ giúp cho ta đủ sống chứ không thể mong chờ vào điều gì khác. Thế nhưng con có tò mò muốn biết làm thế nào mà mẹ con có thể thu được khối tài sản lên đến 5 tỷ won chỉ với một chút thu nhập nhỏ nhoi của cha không? Đó là vì mẹ con đã tập trung quán xuyến việc chi tiêu một cách vô cùng chặt chẽ, giảm những chi tiêu tham vọng và chi tiêu không cần thiết, tập trung với chi tiêu đầu tư với ý chí có thể giải tiền ở khắp nơi. Những kỹ năng chi tiêu này của mẹ con đều là do ông ngoại truyền lại. Hãy xem xét khoản tiêu dùng đầu tư đầu tiên. Hãy xem xét khoản tiêu dùng đầu tư đầu tiên, chi phí giáo dục con cái. Thành quả của ông ngoại trong việc này không hề tệ. Bà trong số 4 người con của ông, 2 trai 2 gái, bao gồm cả mẹ con, đã trở thành công chức. Họ đều không gặp trở ngại gì trong việc sinh sống. Bên cạnh đó, cả 4 người đều có tính tình hiền lành, nên việc cãi vã giữa anh chị em trong nhà hầu như không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng là ông ngoại đã không để bất cứ viên đá xấu xí nào trở thành vật cản đường trong việc giáo dục con cái của ông. Việc đầu tư cho con gái chính là khoản đầu tư mà tự nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhất. Điều này cũng giống như những gì cha muốn ở con. Hãy xem xét các khoản đầu tư cho đất đai. Thực ra, thứ để đầu tư hiệu quả nhất chính là đất đai. Trên thực tế, những tài sản của ông ngoại đều đến từ đất đai. Khi có tiền hạt giống, ông ngoại đã mua những phần đất ở xung quanh hoặc ở gần nhà. Theo bản năng, ông đã dự đoán được đất đai là thứ có thể biến thành tiền. Vậy nên ông đã mua cả những mảnh đất ở vùng quê giá rẻ như vậy. Cứ như vậy, theo mỗi năm, phần đất đai xung quanh nhà ông cứ ngày càng được rộng mở, trở thành tài sản thuộc quyền sở hữu của ông. Cho đến tận bây giờ, những mảnh đất đó vẫn tự tạo ra tiền, chứ không cần đến sức lao động của ông ngoại. Đầu tư vào tài sản an toàn là nguồn để tạo ra thu nhập trong tương lai. Việc hiểu về các nguyên tắc kinh tế và đầu tư vào tài sản an toàn là những hành động đầu tư có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì. Hãy xem xét việc đầu tư cho trang trại chăn nuôi bò Hàn Quốc. Bò đóng vai trò giống như việc thu thập tiền hạt giống và tăng vốn. Cho đến tận bây giờ, ông ngoại của con vẫn đang nuôi 60 con bò Hàn Quốc. Ông ngoại của con đã học được các nguyên tắc đầu tư như vậy, không phải thông qua những tiết học mà là nhờ cơ thể cùng trí não nhạy bén của bản thân. Việc nuôi bề và chăn nuôi bò Hàn Quốc là một khoản đầu tư thành công của ông ngoại. Sự giàu có của ông ngoại bắt nguồn từ việc quản lý tiêu dùng chứ không phải từ thu nhập. Vì vậy, cha đã nói ngay từ đầu rằng thứ dẫn lối đến tiền bạc là chi tiêu chứ không phải thu nhập. Nếu muốn trở nên giàu có thì còn phải cắt giảm chi tiêu trước tiên. Không những thế, con cũng phải thiết kế để có thể mở rộng khoản chi tiêu dành cho đầu tư của bản thân. Sau tất cả những việc đó, con hãy nghĩ đến việc tăng thu nhập. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về cách thức làm giàu ở trong thu nhập chứ không phải trong chi tiêu. Thế nhưng thu nhập là một biến số phụ thuộc, còn chi tiêu mới là biến số độc lập. Con phải sử dụng biến số độc lập của mình một cách thật hiệu quả. Con phải tìm ra phương pháp chi tiêu của mình và giữ gìn con đường đi đến tiền bạc của bản thân. Con luôn phải tỉnh táo khi bước đi trên con đường đó. Hãy xem xét lại thói quen chi tiêu của bản thân một cách tỉ mỉ. Cha tin là con sẽ làm được.
phương pháp thắng lợi trong cuộc chiến mua sắm. Trong chi tiêu, tiền được chia thành 3 loại: chi tiêu đầu tư, chi tiêu cần thiết, chi tiêu tham vọng. Đầu tư là chi tiêu tiền bạc cho tương lai, và trái lại, tiêu dùng là chi tiêu cho cuộc sống hiện tại. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về tiêu dùng với chủ đề là tiêu dùng thông minh. Ta hãy nói đến câu chuyện cổ tích về sự đáng sợ của thói quen. Người ta nói rằng nếu một đứa trẻ hình thành thói quen thì chúng sẽ mang theo thói quen ấy suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, những thói quen xấu sẽ phát triển nhanh hơn đứa trẻ và trở thành thứ kéo đứa trẻ đi. Vậy nên con trai à, con phải cẩn thận với thói quen của chính mình. Thói quen tiêu dùng có thể lôi kéo con mua thứ này thứ kia và kéo con đi khắp mọi nơi. Người ta vẫn thường nói rằng thói quen tiêu dùng chi phối 40% cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay từ bây giờ, ta cần chiến đấu với con quái vật thói quen tiêu dùng đã ăn sâu vào tiềm thức. Đây là một cuộc chiến của giáo và khiên. Thông thường, phe bán được ví là ngọn giáo, còn phe mua là chiếc khiên. Chúng ta cần tạo vũ khí của người tiêu dùng để chống lại các hoạt động tiếp thị của những công ty cố ý khơi gợi mong muốn và thói quen chi tiêu lãng phí. Cha có thể giúp con tự tạo ra chiếc khiên của riêng mình để ngăn chặn sự tấn công từ ngọn giáo tiếp thị. Cuộc chiến giữa tiếp thị và tiêu thụ diễn ra khi một bên vượt qua sự phòng vệ, còn bên kia phải cố thủ để bảo vệ lập trường của mình. Cuộc chiến này bao gồm 3 giai đoạn: tìm kiếm trước khi mua sắm, trong khi mua sắm và sử dụng sau khi mua sắm. Tìm kiếm trước là một cuộc chiến tâm lý và nó đề cập đến việc công khai, quảng bá và quảng cáo. Cuộc chiến trong mua sắm là một cuộc chiến toàn diện về các sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm. Giai đoạn sau khi mua sắm đề cập đến mức độ hiệu quả của việc người tiêu dùng sử dụng sản phẩm ở nhà. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm sơ bộ. Chiến tranh tâm lý sẽ diễn ra trước khi trận chiến toàn diện bắt đầu. Nếu trước đó ta không khống chế được tinh thần thì sẽ thất bại trong cuộc chiến đó. Tiếp thị cố gắng khiến chúng ta phải khuất phục bằng những đòn đánh vào tâm lý trước khi ta xung trận. Những màn tiếp thị sử dụng các vũ khí chiến tranh tâm lý tiên tiến nhất sẽ nuốt chửng chúng ta. Các vũ khí chính của chiến tranh tâm lý là chào hàng, khuyến mãi và quảng cáo. Người bán, người tiếp thị là những nhà ảo thuật tự do sử dụng công cụ tâm lý của ngôn ngữ. Những gì chúng ta nên làm là phải cảnh giác cao độ cho những hình thức quảng cáo ngọt ngào. Những bài quảng cáo có chứa hàm lượng caffeine cao hơn cả cà phê nên sẽ rất dễ làm ta nghiện. Giai đoạn thứ hai là trận chiến mua sắm. Điều này đề cập đến một cuộc chiến toàn diện giữa các loại hàng hóa. Con trai à, con là một người quá yếu đuối trong những trận chiến mua sắm. Điều này là do con đã không được thực hành từ sớm, ngay từ khi còn bé. Người Do Thái đã dạy cho con cái kinh nghiệm tiêu dùng ngay từ khi chúng còn nhỏ. Những đứa trẻ học theo cách này, lớn lên sẽ trở thành người tiêu dùng thông thái. Không có gì quá khó khăn ngăn cản con người ta tiếp cận với tâm lý học tiêu dùng và tiếp thị chuyên nghiệp. Chúng ta cần có mắt nhìn để nhận biết sản phẩm tốt, khả năng số học để xác định giá trị của sản phẩm và sự đồng cảm, điều cảm giác của người tiêu dùng về sản phẩm họ cần. Trẻ em Do Thái đã được học những điều này bằng cách cảm nhận bằng cả cơ thể của mình ở chợ trời. Nói cách khác, trẻ em Do Thái là người bản xứ của vương quốc kinh tế. Những người không có kinh nghiệm kinh tế khi còn nhỏ, giống như cha, được gọi là người di cư đến vương quốc kinh tế. Những người di cư đến vương quốc kinh tế đương nhiên sẽ không thể theo kịp những đứa trẻ đã tiếp thu ý thức kinh tế bằng cả cơ thể khi chúng còn nhỏ. Hãy luôn ghi nhớ sự thật này. Những sản phẩm mới được tiêu thụ bằng tiền, còn sản phẩm cũ được tiêu thụ bằng cảm giác kinh tế. Con cần phát triển cảm giác tiêu dùng của bản thân, phát triển một đôi mắt có thể nhìn thấu sự vật, phát triển óc phán đoán để xác định giá trị của sản phẩm, phát triển cả thói quen sử dụng sản phẩm một cách chính xác. Con nên làm những điều đó ngay từ bây giờ. Giai đoạn thứ ba là sử dụng sau khi mua sắm. Đây là một phần của chủ đề cách sử dụng sản phẩm hiệu quả. Thế nhưng, hôm nay cha đã viết nhiều hơn những gì cha nghĩ. Vậy nên cha sẽ nói chi tiết hơn về việc sử dụng sản phẩm một cách khôn ngoan ở phần tiếp theo. Hãy ghi nhớ rằng, tiêu dùng khôn ngoan chính là không tiêu tiền với những thứ không cần thiết. Tiêu dùng không phải là một đức tính. Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới là người đàn ông đầu tiên tôi thấy. Người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới là người phụ nữ đầu tiên tôi thấy. Chúng tôi cảm nhận được sức hấp dẫn nhất vào giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là lời của một người bạn của cha tự xưng là Kim Lãng Mạn và nhóm người bạn của cha gọi chú ấy là Kim Chim Én. Những sản phẩm cũng tương tự như lời nói trên. Sản phẩm hấp dẫn nhất trong số các sản phẩm chính là sản phẩm mới. Ngay cả cha cũng phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, chúng ta không nên mua một sản phẩm mới một cách mù quáng chỉ vì bị nó hấp dẫn. Nếu con không nghe những lời này, căn phòng của con sẽ bị phá hủy bởi đồ vật và cuộc sống của con sẽ trở nên hỗn loạn.
chỉ mua những thứ con thực sự cần và sử dụng những thứ con mua đúng cách. Việc đã qua không thể quay trở lại, nhưng vì tương lai con phải sửa chữa sai lầm mình đã phạm phải. Hãy thay đổi căn phòng bừa bộn của con và những thứ đã xảy ra do lỗi của con. Con nên dọn dẹp căn phòng như thể đang cắt một tờ giấy bằng kéo sắc vậy. Cha sẽ chỉ cho con cách sắp xếp và tổ chức lại căn phòng của mình. Đây là cách mà cha đã học được trong công việc. Dọn dẹp trước, sau đó là sắp xếp. Trước hết, dọn dẹp có nghĩa là phân loại mọi thứ theo nhu cầu của bản thân. Con phải phân biệt đồ vật cần thiết với đồ vật không cần thiết và vứt bỏ các món đồ không còn cần tới. Bàn làm việc, giá sách và tủ quần áo là những đồ vật chiếm phần lớn trong không gian căn phòng của con. Trong đó, sách và quần áo chiếm số lượng lớn nhất. Con phải xem qua từng món một và vứt bỏ những thứ mà con không cần. Có hai câu hỏi cần đặt ra để quyết định thứ cần vứt bỏ. Một là gần đây bản thân mình có sử dụng đồ vật này hay không? Hai là đồ vật này có còn làm mình rung động nữa hay không? Hãy tự hỏi bản thân và trả lời hai câu hỏi này để phân biệt xem thứ gì cần vứt bỏ và thứ gì nên giữ lại. Nếu có bất cứ điều gì hối tiếc, con có thể tự hỏi lại bản thân một lần nữa. Việc loại bỏ những đồ vật không cần thiết như thế này và tối thiểu hóa những đồ vật còn lại chính là sắp xếp. Sau khi sắp xếp, sẽ đến công đoạn tổ chức lại căn phòng. Việc tổ chức này chính là tìm vị trí tối ưu, đặt các món đồ để con có thể dễ dàng tìm được chúng ngay khi cần. Con cần phải định vị món đồ vật sao cho con có khả năng dễ dàng tìm được thứ đồ ấy bằng mắt. Điều này đòi hỏi con phải có một tư duy tốt về không gian để có thể sử dụng triệt để không gian của căn phòng mà con sở hữu. Thế nhưng, việc sắp xếp và tổ chức này không phải chỉ một lần là kết thúc. Đó là việc cần phải được duy trì theo thời gian. Nếu không phải là thứ để sử dụng thì không nên mua. Nếu đã mua thì nhất định phải sử dụng cho đến khi cảm nhận được bản chất của đồ vật. Đây là ý thức tiêu dùng, cũng chính là ý thức kinh tế. Sử dụng tất cả giá trị nội tại của đối tượng giúp con người ta phát triển ý thức về kinh tế. Dù là cuộc sống hay đồ vật thì cũng đều chứa đựng trí tuệ, hạnh phúc và tinh hoa của cuộc sống. Sách, quần áo và túi sách của con là những món đồ chứa đựng những gì tinh túy nhất của chúng ngay từ khi chúng được tạo ra. Hãy cảm nhận những hương vị tinh tế ấy từng chút một. Cuối cùng, cha muốn nói với con rằng, khi mua đồ thì con phải mua với quyết tâm sẽ tận dụng, sử dụng đồ vật ấy hết mức bằng cả cơ thể và trái tim của con. Mua hàng không chỉ đơn giản là việc con bỏ tiền ra để mua được món đồ nào đó. Đó là việc con mua cả giá trị tồn tại của đối tượng, giá trị sử dụng hiện tại và giá trị sử dụng trong tương lai của đồ vật. Vậy nên, con không được phép coi nhẹ giá trị của đồ vật đó bằng việc chỉ sử dụng một lần và vứt nó vào góc xó. Hãy ghi nhớ trong tim mình điều này. Con nên sử dụng đồ vật thường xuyên để nó có thể thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của con. Khi đó, đồ vật ấy sẽ trở thành ký ức và cuộc sống của con. Đồng thời, nó sẽ cho con thấy được toàn bộ giá trị tồn tại của nó. Đây chính là cách tiêu dùng khôn ngoan. Thuế là chi tiêu lớn nhất. Từ thuở khai quốc đến nay, việc thu thuế đã được phát triển thành một công nghệ tiên tiến vượt bậc, có thể vắt kiệt đến cùng và đè nặng thêm những khó khăn vất vả của người dân thường. Tại sao thuế lại phức tạp như vậy? Khi cấu trúc xã hội đa dạng hóa và chức năng của nhà nước phát triển, thuế trở nên phức tạp hơn. Cơ cấu thuế trước đây rất đơn giản và rõ ràng. Trong hệ thống của phương Đông, chỉ có 3 loại thuế phải nộp, đó là tô, dụng và điều. Tô là loại thuế liên quan đến việc sử dụng đất và cung cấp cây trồng cho đất nước. Dụng là loại thuế liên quan đến việc cung cấp lao động cho đất nước. Điều là loại thuế liên quan đến việc làm ra những sản phẩm đặc biệt cho đất nước. Ở phương Đông thời bấy giờ, nhà nước chỉ yêu cầu người dân phải nộp đủ 3 thứ: thuế đất, thuế lao động và thuế dành cho các sản phẩm đặc biệt như trên. Hệ thống thuế ban đầu chỉ nhằm mục đích thu thuế từ cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ 18, khi các ngành công nghiệp phát triển và cấu trúc xã hội trở nên phức tạp hơn, thì hệ thống thuế cũng không còn giữ được bản chất đơn giản nữa. Người dân ngày nay thường lắc đầu và thở dài ngao ngán khi nghe đến từ thuế. Đó là vì họ nghĩ rằng thuế rất phức tạp và rắc rối. Hầu hết họ đều có tư tưởng rằng bản thân sẽ đóng đủ những thứ thuế bắt buộc và không quá quan tâm xem chúng là gì. Vì thuế quá phức tạp và thay đổi thường xuyên, nên người dân cũng không xem xét mức thuế là bao nhiêu và bản thân mình phải đóng như thế nào thì hợp lý. Vậy nên, chúng ta nên dành một chút thời gian để xem xét kỹ về các loại thuế cùng các tiêu chuẩn để đánh thuế. Đầu tiên, thuế được chia thành thuế trực thu và thuế gián thu dựa theo đối tượng nộp thuế. Thuế trực thu là thuế mà con người phải đích thân nộp. Ví dụ điển hình cho thuế trực thu là thuế thu nhập. Còn thuế gián thu sẽ thay đổi khác nhau tùy vào đối tượng thu thuế và đối tượng nộp thuế. Ví dụ điển hình cho thuế gián thu là thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng. Thứ hai,
thuế được chia thành thuế quốc gia và thuế địa phương tùy theo cơ quan ban hành thuế. Chủ thể đánh thuế quốc gia chính là quốc gia, ví dụ như thuế thu nhập. Còn thuế địa phương là địa phương sẽ là đơn vị đánh thuế, ví dụ như thuế trước bạ. Thứ ba, theo mục đích áp đặt, thuế được chia thành thuế thông thường và thuế có mục đích. Thứ tư, theo nguồn, thuế được chia thành thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản. Thuế tiêu dùng là một loại thuế gián thu. Ban đầu, thuế tiêu dùng được tạo ra để đảm bảo nguồn tài chính cho các mặt hàng như thuốc lá và hạn chế sự sử dụng của người dân cho mặt hàng ấy. Thuế giá trị gia tăng được đánh khi mua hàng hóa đã được mở rộng thành thuế tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ thông thường đối với đối tượng đánh thuế. Thuế giá trị gia tăng ở Hàn Quốc được quy định là 10%. Cuối cùng là loại thuế tài sản được thu dựa trên tài sản riêng mà cá nhân ấy sở hữu, bao gồm thuế lợi nhuận vốn, thuế giao dịch và thuế sở hữu. Thuế lợi nhuận vốn là loại thuế liên quan đến lợi nhuận của tài sản. Thuế lợi tức chuyển nhượng thuộc vào loại thuế này. Thuế giao dịch là thuế áp vào việc chuyển nhượng tài sản, bao gồm thuế mua lại, thuế quà tặng. Thuế sở hữu là loại thuế liên quan đến việc sở hữu tài sản, bao gồm thuế tài sản và thuế bất động sản toàn diện. Tại sao nhà nước lại thu thuế? Nhà nước hoặc các tổ chức địa phương đánh thuế vào công dân một cách bắt buộc để tạo ra một khoản dùng cho những công việc cần thiết của các tổ chức cộng đồng, của địa phương hoặc của quốc gia. Nói cách khác, việc đánh thuế dựa trên mức tiêu thụ hoặc mức thu được từ tài sản hay khi tài sản được chuyển nhượng hoặc nắm giữ giữa các công dân với nhau. Thuế đôi khi cũng được phân loại và quản lý theo mức độ hiển thị. Nếu nhìn vào tiêu chuẩn này thì sẽ có 3 loại thuế: thuế hữu hình, thuế mở và thuế vô hình. Thuế hữu hình là thuế đánh vào tài sản, ta phải trả thuế cho những tài sản mà bản thân sở hữu. Thuế mở là thuế tiêu dùng. Thuế tiêu dùng bao gồm giá của những loại hàng hóa và dịch vụ mà chúng ta vẫn mua hàng ngày. Thuế tiêu dùng được phân chia thành thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế vô hình là thuế thu nhập. Thuế thu nhập là loại thuế được đánh ở mọi khoản thu của chúng ta. Cơ sở tính thuế là một cấu trúc mà nếu ta có thu nhập càng cao thì ta sẽ phải nộp thuế càng nhiều. Vậy nên, nếu muốn trở nên giàu có, chúng ta nhất định phải tìm hiểu về các chế độ thuế, bởi mọi chuyển động của tiền trên thế giới này đều phải chịu thuế. Việc chuyển nhượng và giữ tiền chắc chắn sẽ bị đánh thuế vô điều kiện. Thuế được áp dụng theo cấp độ lũy tiến. Vì vậy, thật vô lý khi một người muốn kiếm tiền và trở nên giàu có lại không hiểu biết về hệ thống thuế hiện hành của quốc gia. Thuế được đánh trên tất cả mọi thu nhập ta tạo ra, trên việc tiêu dùng và trên cả của cải tiết kiệm của mỗi người. Khi có thu nhập thì nhất định phải chịu thuế thu nhập. Khi tiêu dùng thì phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, thuế tài sản bao gồm thuế mua lại khi mua một tài sản, thuế sở hữu đối với tài sản bản thân đang sở hữu, thuế chuyển nhượng khi chuyển nhượng, thuế thừa kế khi thừa kế và đặc biệt là thuế bất động sản toàn diện đối với những chủ sở hữu bất động sản. Người giàu là những người biết cách huy động tiền thông qua việc giảm số tiền phải đóng thuế. Các tập đoàn tài phiệt luôn nỗ lực tiết kiệm vô số để giảm số tiền phải đóng thuế khi thừa kế. Phần 3. Phương diện đầu tư. Đừng đầu tư vào cổ phiếu nếu bản thân không thể xem báo cáo tài chính. Cha ơi, con định dành một nửa số tiền lương để đầu tư vào cổ phiếu. Vậy cha có thể dạy cho con cách xem báo cáo tài chính từ đầu không ạ? Cha cảm thấy rất tự hào khi nghe con nói điều ấy. Bởi vì sau câu nói, con sẽ đầu tư vào cổ phiếu là câu nhờ vả, hãy dạy con cách xem báo cáo tài chính. Nếu con hỏi cha rằng, cha thích loại cổ phiếu nào ạ? Chỉ cần cha cho con biết thì con sẽ đầu tư. Thì cha sẽ khuyên con không nên đụng tay vào cổ phiếu. Những người mới đầu tư cổ phiếu lần đầu rất hay hỏi người khác những câu tương tự. Câu hỏi này được đặt ra nhằm mục đích đầu cơ. Người hỏi muốn mua cổ phiếu vào với giá thấp nhất và bán ra với giá cao nhất. Để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, việc đầu tiên cần làm là nắm bắt tình trạng tài chính của công ty mà ta sắp đầu tư. Hầu hết mọi người đều bỏ qua việc này rồi bắt tay vào đầu tư ngay mà không xem xét kỹ lưỡng. Vậy nên cha cảm thấy rất tự hào khi còn hỏi cha câu hỏi như vậy. Trước khi học cách xem báo cáo tài chính, ta nên hiểu về cổ phiếu, xem cổ phiếu là gì. Cổ phiếu là một đơn vị cấu thành vốn của một công ty cổ phần, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu mà người đó sở hữu. Từ khóa mà còn cần nắm bắt ở đây là số tiền như một đơn vị vốn, bởi vì đây là tiền được đầu tư và đầu tư để hình thành vốn. Vậy nên, điều quan trọng là người đầu tư phải biết đối tượng mà mình sẽ đầu tư là ai. Nói một cách đơn giản, khi cho ai đó vay tiền, có phải xem xét kỹ khả năng chi trả và tình trạng tài chính của người đó. Việc không hiểu rõ tình trạng tài chính của công ty nào đó mà đã đầu tư ngay vào cũng giống như việc cho ai đó vay tiền mà không biết họ là người ra sao. Người ta thường chú ý đến những khoản tiền nhỏ nhưng lại rất cầu thả trong việc quản lý các khoản tiền lớn. Vậy nên,
hiển nhiên họ cũng thường bỏ qua bản chất của sự việc. Có rất nhiều người không xem xét và tìm hiểu về dòng vốn của công ty mà mình định mua cổ phiếu. Điều này là do việc kiểm tra các báo cáo tài chính vốn không dễ dàng gì. Thậm chí, dù có được xem thì ta vẫn thấy đây là một thứ rất khó hiểu. Những báo cáo tài chính luôn nửa đúng nửa sai, chứ không hoàn toàn phản ánh 100% sự thật. Báo cáo tài chính cũng chỉ là một văn bản cứng nhắc thể hiện tình trạng của công ty. Thế nhưng, nếu ta có thể hiểu được logic đằng sau nó, thì báo cáo tài chính sẽ trở thành người bạn trung thực nhất của ta. Càng hiểu nhiều thì ta sẽ càng cảm nhận được logic ẩn giấu trong bản chất của nó. Vậy nên, chúng ta nên làm bạn với các báo cáo tài chính. Để có thể làm thân với báo cáo tài chính như những người bạn, điều đầu tiên ta cần lưu tâm là thứ tự xem xét các bản báo cáo. Thứ ta nên ưu tiên xem xét đầu tiên là doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động. Bởi doanh số bán hàng có thể cho ta thấy quy mô của công ty, còn lợi nhuận hoạt động cung cấp cho ta cái nhìn sâu sắc về hoạt động của công ty. Khi nhìn vào những con số này, ta có thể thấy được doanh nghiệp lớn như thế nào và ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty này. Ta có thể xác định giá trị vốn hóa thị trường của công ty bằng cách so sánh khối lượng bán hàng và lợi nhuận hoạt động đã được xác định. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cổ phiếu được tạo ra như thế nào. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến lý do tồn tại của cổ phiếu. Mọi hoạt động kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro. Và vào thế kỷ 16, khi khái niệm cổ phiếu lần đầu tiên xuất hiện, thì mọi thứ trở nên càng nguy hiểm hơn. Vào thời điểm đó, mọi người thường tự hỏi phải làm thế nào để có thể phân tán rủi ro và thu được lợi nhuận cao từ thương mại hàng hải. Và chứng khoán được tạo ra như một giải pháp. Người ta trả các khoản tiền cần thiết cho chuyến đi từng chút một và nhận lại chứng thư. Điều kiện của chứng thư là nếu chuyến đi không thành công, chứng thư sẽ trở thành tờ giấy bỏ đi, và nếu chuyến đi thành công, chứng thư sẽ là phương thức nhận cổ tức tương ứng với lợi nhuận. Nói cách khác, bạn chấp nhận rủi ro nhiều như số tiền bạn phải trả, và nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ theo tỷ lệ đầu tư. Vào thời điểm đó, thương mại hàng hải là lĩnh vực rất nguy hiểm và một người rất khó có thể chi trả toàn bộ số tiền để phục vụ cho chuyến đi. Thế nhưng khi có nhiều người cùng trả tiền thì họ có thể đảm bảo được nguồn vốn khổng lồ và rủi ro cũng được phát tán. Bằng cách này, một hệ thống gọi là cổ phiếu ra đời. Trong đó, công ty chấp nhận rủi ro thua lỗ ngang với số tiền đã đầu tư và chia lợi nhuận cho tỷ lệ giá cổ phiếu khi lợi nhuận được tạo ra. Cổ phiếu đã phát triển thành một hệ thống huy động vốn lớn, đồng thời giảm bớt rủi ro trong quá trình kinh doanh. Thị trường chứng khoán hiện tại là thị trường vốn nhỏ được tiến hành riêng lẻ để bất kỳ ai cũng có thể tham gia mua và bán. Đầu tiên, nhất định phải học cách xem báo cáo tài chính. Ngay cả khi chỉ đầu tư trong một tuần thì ta cũng phải xem xét báo cáo tài chính của công ty đó thật kỹ lưỡng và đầu tư vào khả năng tăng trưởng trong tương lai. Thứ hai, đầu tư vào giá trị dài hạn. Cổ phiếu có mục đích đầu tư vốn vào khả năng tăng trưởng dài hạn của công ty kể từ khi công ty thành lập. Các khoản đầu tư nên được thực hiện phù hợp với mục đích nội tại của cổ phiếu. Đầu tư ngắn hạn mang tính đầu cơ. Hãy ghi nhớ rằng cái gọi là ngắn hạn là thứ không nên thực hiện. Cổ phiếu chính là bông hoa của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản có ba chủ thể là hộ gia đình, doanh nghiệp và quốc gia. Còn cổ phiếu là vật liên kết giữa tiền và người. Chủ thể tư bản là hộ gia đình và doanh nghiệp. Nếu như con mới bắt đầu tìm hiểu về cổ phiếu, chả mong con sẽ có được những tri thức đúng đắn về lĩnh vực này. Con không cần phải quá lo lắng về những khoản tổn thất trong quá trình học tập. Con chỉ cần tập trung vào việc nắm bắt dòng chảy kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng của công ty mà con sẽ đầu tư. Hãy hiểu về chủ nghĩa tư bản nếu muốn kiếm tiền. Cách thức hoạt động của nền kinh tế không phức tạp nhưng ta vẫn thường nghĩ. Chỉ cần hiểu rõ những thuật ngữ thì ta có thể nhận ra rằng nguyên lý hoạt động của chúng cũng đơn giản và dễ hiểu. Hầu hết khả năng hiểu biết kinh tế của mỗi người sẽ phụ thuộc vào mức độ am hiểu các thuật ngữ kinh tế của họ. Nếu không hiểu bản chất thì những kiến thức kinh tế được tích lũy bằng cách học vẹt sẽ chỉ làm ta thêm nặng đầu. Điều quan trọng nhất là ta phải hiểu đúng những thuật ngữ kinh tế, giống như thể chúng là những từ ngữ mà ta vẫn sử dụng hàng ngày. Chủ đề hôm nay là các thuật ngữ kinh tế như cá nhân, pháp nhân, công ty, cổ phần, công ty cổ phần. Đó là việc học và hiểu thuật ngữ kinh tế như một thực thể trong cuộc sống hàng ngày xung quanh ta. Chủ thể kinh tế bao gồm quốc gia, doanh nghiệp và hộ gia đình. Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống tư bản với tư cách là một trong những tác nhân kinh tế. Trong số đó, pháp nhân và công ty cổ phần là tổng hòa của chủ nghĩa tư bản. Chỉ khi hiểu về hai khái niệm này thì ta mới hiểu về chủ nghĩa tư bản một cách chính xác nhất. Pháp nhân và công ty cổ phần ra đời cùng lúc với chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình tạo ra hai khái niệm ấy thì chủ nghĩa tư bản đã được hình thành. Pháp nhân được tạo ra trong quá trình thành lập công ty. Vậy nên, pháp nhân và công ty cổ phần là những từ ngữ có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, việc nghiên cứu về pháp nhân giúp cung cấp nền tảng cơ bản để ta có thể hiểu về công ty cổ phần,
sự ra đời của chủ nghĩa tư bản hiện đại và trên hết là tiền, máu của chủ nghĩa tư bản. Pháp nhân không phải là một cá nhân, thể nhân được trao quyền và năng lực theo quy định của pháp luật. Ta cần hiểu sự khác biệt giữa một cá nhân, thể nhân và một pháp nhân ở đây. Thể nhân và pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ riêng biệt trong khuôn khổ pháp luật. Công ty ra đời dựa trên phương thức nhiều người cùng đầu tư tiền và một người tiêu biểu sẽ điều hành công ty. Bởi vì nhiều người cùng đầu tư nên mà quyết định đều phải được đem ra thảo luận chung. Tuy nhiên đây là việc rất tốn thời gian, vậy nên người ta cần chọn ra một người đại diện để vận hành công ty một cách độc lập. Và vị trí đại diện đó không thể để tên của những người đầu tư. Bản thân người đại diện đó sẽ là sự tồn tại mang tính pháp lý và là biểu tượng của công ty. Kể từ đó, thay vì thể nhân thì pháp nhân đã trở thành người đại diện cho công ty với các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp. Khi một công ty cổ phần được hình thành như vậy thì sự tồn tại vô hình của pháp nhân đã trở thành sự tồn tại hữu hình của một thực thể. Pháp nhân là người được trao quyền và nghĩa vụ pháp lý đại diện cho thực thể vô hình là công ty cổ phần. Công ty là một hiệp hội hợp nhất được thành lập với mục đích hoạt động thương mại hoặc tạo ra lợi nhuận. Doanh nghiệp là đơn vị tổ chức vốn hoạt động với mục đích thu được lợi nhuận. Nó cũng tương tự như công ty nhưng hơi khác một chút. Nếu công ty là một thực thể cụ thể thì doanh nghiệp lại được coi là một khái niệm. Doanh nghiệp mang nghĩa là tổng hợp của các công ty. Một thực thể cụ thể, riêng lẻ sẽ tồn tại như một công ty chứ không phải doanh nghiệp. Công ty cổ phần là bông hoa của chủ nghĩa tư bản, nhưng có chế độ gọi là công ty cổ phần mà nền văn minh vật chất hiện đại được tạo ra. Vì vậy, việc có hiểu biết rõ ràng về công ty cổ phần là nền tảng cơ bản để hiểu về chủ nghĩa tư bản. Một công ty cổ phần sẽ có 5 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn bằng cổ phiếu. Thứ hai, công ty cổ phần có thể tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý. Thứ ba, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình. Thứ tư, công ty cổ phần có các hoạt động kinh doanh liên tục. Và thứ năm, công ty cổ phần có thể tăng giá trị cổ phiếu và phân chia lợi nhuận. Chủ tịch là cổ đông lớn nhất, có thể nắm giữ hội đồng quản trị và bổ nhiệm vị trí giám đốc đại diện theo ý mình thông qua hội đồng quản trị đó. Trong tương lai, hệ thống công ty cổ phần có lợi cho cổ đông lớn sẽ tiếp tục được duy trì. Đó là cơ cấu, trong đó cổ đông lớn sẽ kiểm soát cổ đông nhỏ. Khi đầu tư vào cổ phiếu hoặc cố gắng trở thành một doanh nhân hay khi xem tin tức, còn nên lưu ý những điểm mù này trong chủ nghĩa tư bản. Ít nhất, con cũng phải biết pháp nhân là gì và công ty cổ phần là gì thì mới có thể theo kịp dòng chảy kinh tế. Cha muốn con nhìn thấy hạt nhân của chủ nghĩa tư bản là pháp nhân và công ty cổ phần. Cha tin con có thể làm được. Tiền của bản thân, tiền của người khác, tiền được đầu tư. Thông thường có 3 loại tiền trong túi mỗi người. Thứ nhất là tiền bản thân tự kiếm được. Thứ hai là tiền vay mượn từ người khác. Và thứ ba là tiền được nhận từ người khác thông qua đầu tư. Cũng gọi là tiền, nhưng bản chất của 3 loại tiền đó hoàn toàn khác biệt. 3 loại tiền ấy khác nhau về tốc độ. Đầu tiên là tiền hoàn toàn thuộc về sự sở hữu của bản thân. Mọi người thường xem số tiền này là tiền của chính mình. Những người mù chữ về kinh tế sẽ chỉ xem đây là tiền tùy ý sử dụng. Đây là tiền kiếm được thông qua lao động thuần túy. Nếu có thể lấp đầy ví bằng số tiền này thì thật tốt. Thế nhưng việc ấy thường là không thể. Thế giới này không dễ dàng như ta vẫn nghĩ. Nhưng tất nhiên, số tiền này phải được duy trì ở một tỷ lệ nhất định trong túi của mỗi người. Nó thường được sử dụng như một chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, được gọi là tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Vậy nên tiền của bản thân là loại tiền quan trọng nhất. Ta phải giữ được ít nhất 30% số tiền này ở trong túi. Nếu nó ở dưới mức 30% thì dù có tiền trong túi, ta cũng không thể thực hiện được đúng quyền sở hữu hàng đầu của mình. Thứ hai là tiền đi vay của người khác. Mọi người gọi số tiền này là nợ nần. Chúng ta nhất định phải trả lại số tiền đã vay từ người khác, trả đều đặn tiền gốc và lãi suất. Vì vậy, số tiền vay mượn từ người khác nên được quản lý ở mức 30% hoặc ít hơn ở trong túi tiền của bản thân. Ngay cả khi số tiền này nằm trong túi của ta thì nó cũng không thể biến thành số tiền do ta sở hữu. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận trong việc vay mượn tiền bạc. Số tiền vay, thời điểm vay và trên hết là vay được gì mới là điều quan trọng. Việc đắm chìm vào các khoản nợ có lãi suất cao và chi tiêu vô tội vạ sẽ hủy hoại sự nghiệp kinh tế của chúng ta. Thứ ba là tiền được đầu tư. Thoạt nhìn, số tiền được đầu tư có vẻ tương tự như tiền vay, nhưng về bản chất thì nó lại hoàn toàn khác. Điểm khác biệt nằm ở việc tiền đi vay là tiền phải trả, trong khi tiền được đầu tư không phải trả nợ gốc cho chủ nhân của chúng. Nhưng đó là số tiền mà ta phải có trách nhiệm làm cho chúng tăng giá lên. Nhà đầu tư trao quyền sở hữu tiền cho ta và nhận lại cổ phần. Vậy nên, nếu ta có thể tăng giá trị cổ phiếu của công ty, thì số tiền nhận được để đầu tư sẽ ngày càng lớn. Cổ phiếu chính là đại diện tiêu biểu nhất cho tiền được đầu tư. Dù làm bất cứ thứ gì, hãy khiến đối phương cảm thấy
bản thân ta xứng đáng để họ đầu tư tiền bạc, thời gian và cuộc sống của họ cho ta. Để làm được điều đó, giá trị của bản thân mỗi người cần phải được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức kinh tế vững chắc, và cách duy nhất có thể làm được điều đó chính là tập trung nghiên cứu về kinh tế học nhiều hơn nữa. Một nơi làm việc không bao giờ bị sa thải. Lần đầu tiên trong đời Trần nhận được trợ cấp thất nghiệp. Trên thực tế, hôm qua Trần đã trải qua quá trình đào tạo khoảng 30 phút tại trung tâm phúc lợi việc làm và nhận được một chiếc thẻ gọi là thẻ hy vọng tìm việc. Phía trên tiêu đề, dòng chữ phụ đề nhỏ dành cho người đang nhận trợ cấp thất nghiệp được in nổi rõ ràng bằng mực đen. Còn bên trong in dòng chữ, chứng nhận đang nhận trợ cấp thất nghiệp, dòng chữ tựa như con dấu đỏ của trường phòng khi xác nhận giấy tờ. Trần không có cảm xúc gì đặc biệt khi nhận được tấm thẻ. Nhưng hôm nay, khi nhận được tin báo rằng Trần đã nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, cảm xúc trong Trần trở nên thật khó tả. Trần nên nói gì đây? Sau khi vật lộn trong thị trường lao động 25 năm, Trần có cảm giác người ta đang ném vào mặt Trần số tiền đền bù. Thế nhưng Trần cũng có một cảm giác nhẹ nhõm, bởi lẽ Trần có thể trang trải cuộc sống dựa vào số tiền này. Khoản trợ cấp thất nghiệp này sẽ chỉ được sử dụng để trang trải chi phí sinh hoạt cho cha. Cha sẽ không giao nó cho mẹ con hay con. Điều này không phải là vì bỗng nhiên cha trở thành một người tham lam tiền bạc. Việc tên của cha được in trên tấm thẻ hy vọng tìm việc là một bằng chứng rõ ràng rằng cha có thể tự ý sử dụng khoản tiền trợ cấp thất nghiệp này. Cha sẽ sử dụng nó để chi trả những khoản phí sinh hoạt trong thời gian chuẩn bị cho công việc mới. Vậy nên cha đã gửi số tiền này vào tài khoản cá nhân duy nhất mà cha có. Trong thời gian qua, tài khoản đó luôn dùng để chi tiêu cho những khoản tiền tiêu vặt trong gia đình. Điều trở nên khác biệt khi Trà nghỉ hưu là tiền lương hưu quốc gia. Hôm qua Trà đã nói chuyện điện thoại với người phụ trách của cơ quan lương hưu quốc gia. Trà đã hỏi họ hai điều. Trà có cần tiếp tục đóng góp vào lương hưu quốc gia sau khi nghỉ hưu không? Nếu có thì sẽ tiếp tục trong bao lâu? Lương hưu mà Trà có thể nhận được sau khi nộp là bao nhiêu? Người phụ trách lương hưu quốc gia cho biết, sau khi nghỉ hưu, Trà vẫn có thể nộp tiền cho đến năm 60 tuổi và số tiền nộp sẽ giảm vì cha không có thu nhập. Họ cũng thông báo rằng nếu tiếp tục đóng góp cho đến năm 60 tuổi, cha sẽ nhận được một khoản 1,5 triệu won một tháng từ năm 64 tuổi. Vậy nên cha đã quyết định tiếp tục nộp tiền. Tuy nhiên, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu cha có thể sống khi về già với số tiền 1,5 triệu won nhận được hay không? Với tốc độ mất giá của tiền ở mức hiện tại thì giá trị tiền tệ của khoản tiền khi đó sẽ còn ít hơn 1 triệu won. Chế độ an sinh xã hội cần giải quyết cuối cùng là bảo hiểm y tế ở nơi làm việc. Hệ thống an sinh xã hội của Hàn Quốc không tốt bằng các nước Bắc Âu nhưng vẫn tốt hơn so với hầu hết các nước trên thế giới. Đặc biệt, hệ thống bảo hiểm y tế của Hàn Quốc đã đạt đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống an sinh xã hội vẫn chưa thể nói là ở mức đảm bảo được cuộc sống về già của mỗi cá nhân. Lần này khi nghỉ hưu, chính cha đã nhận ra điều đó. Cuối cùng, sự đảm bảo duy nhất cho tuổi già của cha chính là sự giàu có và những phẩm chất của bản thân. Thế hệ của con sẽ khó có thể chuẩn bị các biện pháp để đối phó với tuổi già so với thế hệ của cha, bởi vì các loại thuế tăng và tình trạng thiếu việc làm cho người già đang ngày càng trở nên trầm trọng. Vì vậy, ngay từ bây giờ, con phải lên kế hoạch vững chắc cho những điều cơ bản trong cuộc sống của mình. Nếu con tin tưởng và phó mặc mọi thứ cho nhà nước, thì rất có thể khi về già, con sẽ bị ném vào một tình cảnh khó khăn không thể tưởng tượng được. Cha chắc chắn rằng thuế sẽ ngày càng tăng trong tương lai và không bao giờ có chuyện giảm. Lịch sử đã chứng minh sự thật đó. Hãy hoàn thiện bức tranh kinh tế bằng bất động sản. Hôm nay, Trần sẽ chia sẻ những chiêm nghiệm của bản thân về đầu tư bất động sản. Chủ đề ngày hôm qua là hoàn thiện bức tranh kinh tế. Hầu hết, chúng ta đều đang ở tình thế vị sinh. Vị sinh là một thuật ngữ xuất hiện trong bộ môn cờ vây. Trong cờ vây, nếu ta không thể sở hữu ít nhất hai nhà thì sẽ được gọi là vị sinh. Bởi khi chỉ có một ngôi nhà, ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu đối thủ đặt một quân cờ vào đó. Vị sinh có nghĩa là vẫn chưa thể sống. Người ta gọi những người có thể sống mà sở hữu từ hai ngôi nhà trở lên là hoàn sinh. Người chơi cờ vây đều cố gắng hết sức trong mỗi nước đi. Họ cố dành ít nhất hai nhà để có thể sống sót. Như vậy, trong cờ vây, hai ngôi nhà là điều kiện thiết yếu và vô cùng quan trọng để có thể duy trì sự sống. Điều này phải chăng chỉ đúng khi ở trên bàn cờ vây? Câu trả lời là không. Bàn cờ cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng không khác gì trò cờ vây. Vậy tại sao nhà ở lại là điều kiện để một người có thể hoàn thiện bức tranh kinh tế của bản thân ở Hàn Quốc? Chúng ta cần xem xét mối quan hệ tương quan đến từ quan điểm của con người và đất đai. Giá nhà có sự liên quan mật thiết đến diện tích đất và dân số. Dân số đông và diện tích đất hạn hẹp của Hàn Quốc đang khiến giá nhà tăng cao. Biết được nền tảng này có thể giúp chúng ta hiểu thấu xu hướng chính sách nhà ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở Hàn Quốc. Bất động sản là tài sản an toàn nhất trong số các loại tài sản đầu tư của nhân loại.
Chỉ những người biết cách luân chuyển tài sản bất động sản thì mới có thể đạt được sự độc lập về tài chính. Hãy cùng điểm qua 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến giá nhà. Đầu tiên là mật độ dân số. Thứ hai là tốc độ đô thị hóa. Và thứ ba là sự phân hóa của gia đình. Tại sao vàng lại trở thành tài sản an toàn? Hôm nay là thời điểm để chúng ta cùng nghiên cứu về vàng, tài sản an toàn nhất trong lịch sử loài người. Trang sức vàng là món đồ yêu thích của mẹ con. Mẹ con thích vàng hơn là những đồ trang sức như ngọc trai, kim cương, ngọc bích và hồng ngọc. Mẹ ơi, xin mẹ hãy cho con vàng. Thay vì nhẫn kim cương hoặc dây chuyền ngọc trai, hãy sử dụng nhẫn vàng, dây chuyền vàng và vòng tay vàng mẹ nhé. Đây là những gì mẹ con đã nói với bà ngoại lúc bà chuẩn bị của hồi môn cho mẹ con trước khi kết hôn. Khi đó cha đã thầm nghĩ rằng sở thích của cô ấy đối với những món trang sức thật đặc biệt. Khi ấy, phụ nữ ở độ tuổi của mẹ con thường sẽ thích đeo ngọc bích, ngọc trai và kim cương, những món đồ trang sức lộng lẫy chứ không phải là vàng. Sau khi kết hôn, cha đã hỏi mẹ con về lý do bà chọn vàng. Có 3 lý do khiến mẹ con chọn vàng. Thứ nhất, giá trị của vàng không bao giờ thay đổi. Thứ hai, giá trị của vàng sẽ tăng liên tục. Và thứ ba, vàng là kim loại quý có tính tinh tế tuyệt vời, có thể chuyển đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Ngay từ khi đó, những ý tưởng kinh tế tuyệt vời của mẹ con, tức là những suy nghĩ về tiền bạc, đã thực sự rõ ràng và vô cùng thực tế. Mẹ con vốn là một người thực tế, coi trọng hiện thực kinh tế và có con mắt nhìn thấu giá trị của vốn. Ngược lại, cha là kiểu người lãng mạn và chỉ là một kẻ đáng thương nếu nói đến kinh tế. Vàng có ưu điểm là dù cũ cũng không bị biến chất, giá trị tăng lên và dễ dàng quy đổi thành tiền mặt. Vì vậy, ta cần phải tìm hiểu chi tiết về vàng. Vàng là một trong những kim loại trên thế giới có số nguyên tử là 79 và ký hiệu nguyên tố là AU. Nếu nhìn vào ứng dụng của vàng, vàng chủ yếu được sử dụng làm đồ trang sức, ngoài ra không được sử dụng nhiều trong cuộc sống thực tế. Nói một cách chính xác thì kim loại quý đã thay đổi cuộc sống của con người là sắt. Sắt là gốc rễ của tất cả các nền văn minh mà chúng ta tận hưởng ngày nay. Vậy lý do tại sao vàng lại được quý trọng hơn sắt? Chúng ta cần biết được lý do này và sử dụng vàng của bản thân một cách đúng đắn. Bất cứ ai nhanh nhạy và có kiến thức về kinh tế cũng đều có thể hiểu được lý do tại sao. Người giống như mẹ con là một ví dụ điển hình. Bà ấy có thể nhận ra ưu điểm của vàng bằng cảm quan kinh tế của bản thân dù không thể phân tích ra bằng lời như cha. Mẹ con chính là người đã xin bà ngoại rằng hãy cho con vàng ở tuổi 24. Trước tiên, để có thể nghiên cứu về vàng, ta cần biết 3 thuộc tính của vàng. Thứ nhất, vàng không thay đổi. Thứ hai, giá vàng luôn luôn tăng. Thứ ba, vàng có thể được quy đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào. Vai trò của vàng và tiền. Để tiếp nối cho câu chuyện về đặc tính của vàng ngày hôm qua, hôm nay ta sẽ nói về chủ đề bản chất và vai trò của vàng. Chả nghĩ rằng nếu so sánh bản chất và vai trò của vàng với bạn bè thì sẽ dễ hiểu hơn đối với con. Khi muốn tìm hiểu về ai đó, chúng ta nên nhìn vào bạn bè của họ. Bạn bè là tấm gương tốt nhất có thể phản ánh chân thực tính cách của một người. Nếu như nhìn vào màu sắc của tình bạn mà hai người chia sẻ, ta có thể thấy bộ mặt thật của người đó. Giống như tình bạn của con người, vàng cũng có thể được nhận ra bằng cách nhìn vào những sinh vật gần gũi với nó. Người bạn thân nhất của vàng không phải là bạc, cũng không phải là đồng, mà chính là tiền giấy. Khi vàng đứng tách riêng một mình, nó chỉ là một khoáng vật dễ xử lý và có thời hạn sử dụng. Thế nhưng một ngày nọ, vàng đã gặp tiền. Ngay khi gặp nhau, hai bên đã tạo ra một tình bạn gắn kết, tuy hai mà một. Vàng là tiền và tiền cũng là vàng. Mọi người đều nghĩ rằng tiền là vàng, vì vậy ta có thể coi vàng như tiền. Vàng và tiền được kết hợp để tạo ra tiền vàng. Phương thức trao đổi vật chất được tạo bởi vàng và tiền đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Sự kết hợp của cả hai đã trở thành một phát minh sáng tạo của lịch sử kinh tế. Thời kỳ vàng và tiền gắn kết keo sơn được gọi là thời đại kim tiền. Chúng ta đã xem xét vàng thông qua người bạn thân nhất của nó, tiền. Còn bây giờ, chúng ta đang sống trong thời kỳ của tiền giấy tín dụng, nơi mà vàng và tiền đã không còn liên quan đến nhau. Vậy vai trò của vàng và tiền trong thời đại này là gì? Ban đầu, tiền bắt đầu bằng vàng, nhưng bây giờ nó không còn liên quan đến vàng, tiền đã trở thành một thứ có bản chất riêng. Trên thế giới, vàng không còn là tiền, nhưng chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong hồn ma của chế độ vàng và cứ nghĩ rằng vàng vẫn là tiền. Chẳng phải ta nhận ra rằng bây giờ tiền và vàng đã tách biệt. Ta phải khám phá giá trị của vàng như một tài sản tách biệt với tiền. Lưỡi kiếm, sản phẩm tín dụng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sản phẩm tín dụng. Ta nhất định phải hiểu về các sản phẩm tín dụng để có thể sống sót trong thời đại chủ nghĩa tư bản tài chính này. Các chuyên gia kinh tế đã khiến cho các sản phẩm tín dụng trông thật phức tạp và khó hiểu. Nhưng thực tế, chúng lại không khó nhằn như những gì ta vẫn nghĩ. Đầu tiên,
ta nên bắt đầu bằng cách xem xét ý nghĩa của từ sản phẩm tín dụng. Sản phẩm tín dụng được định nghĩa là các sản phẩm định dạng khác, bao gồm tiền tích lũy và tiền tiết kiệm, được xử lý bởi các tổ chức tài chính khác. Các loại sản phẩm tín dụng bao gồm tiền gửi và tiền tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, bảo hiểm và lương hưu. Số lượng sản phẩm tín dụng này đa dạng với hàng ngàn loại tiền gửi, hàng ngàn loại cổ phiếu và hàng ngàn loại quỹ. Vì vậy, giống như việc ta cảm thấy phức tạp trước vô số sản phẩm trong các cửa hàng giảm giá, ta cũng sẽ thấy các sản phẩm tín dụng rất phức tạp vì sự đa dạng của chúng. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm là sự kết hợp của các loại sản phẩm tín dụng khác nhau. Vì vậy, giống như việc ta cảm thấy phức tạp trước vô số sản phẩm trong cửa hàng giảm giá, ta cũng sẽ thấy các sản phẩm tín dụng này rất phức tạp vì sự đa dạng của chúng. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm là sự kết hợp của các loại sản phẩm tín dụng khác nhau. Vì vậy, rất khó để phân loại chúng. Nhưng chúng ta vẫn có thể phân loại chúng ra thành những loại riêng biệt, giống như phân loại sản phẩm trong cửa hàng, bằng cách xem xét chúng trên nhiều góc độ khác nhau. Trên thực tế, vì sản phẩm quỹ là một khoản đầu tư chứ không phải một khoản gửi tiết kiệm, nên ta có thể mất toàn bộ số tiền gốc của mình. Do đó, về mặt pháp lý, quỹ có nghĩa vụ phải xem xét kỹ lưỡng về mặt pháp lý quá trình sản xuất các sản phẩm tín dụng. Nhưng vấn đề là trong trường hợp này, quy trình tạo ra các sản phẩm tín dụng rất lỏng lẻo và các thiết bị pháp lý cùng thể chế giám sát đã không hoạt động hiệu quả. Vậy nên, cuối cùng, sau 4 tháng, rất nhiều đơn vị báo chí đã xôn xao và nói rằng đó là một kiểu tham nhũng quyền lực. Một điều nữa mà Trà muốn nói rằng quỹ là sản phẩm tín dụng độc hại nhất. Vì vậy, khi tạo ra sản phẩm, quỹ phải kiểm tra kỹ lưỡng xem sản phẩm đó có vấn đề gì trong quá trình lưu thông và quá trình đầu tư sau khi lưu thông hay không. Đó là điều mà hệ thống kinh tế quốc dân nên làm. Kết luận lại, trên thế giới này có rất nhiều kẻ lừa đảo. Vậy nên, những người có khuynh hướng tin tưởng và làm theo người khác như con phải thật cẩn thận. Có những cơ bắp làm việc riêng biệt để kiếm tiền. Suốt 25 năm đi làm của cha, ngày nào cũng tựa như một cuộc chiến vì sinh kế. Vậy nên, vào khoảnh khắc cuối cùng kết thúc 25 năm ấy, khi cha nhận được hai chữ nghỉ hưu, cảm xúc chồng cha trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Thì ra, cha lại một lần nữa phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Bây giờ, cha lại cảm thấy lo lắng về tuổi tác của bản thân. Phải làm gì để kiếm sống đây? Con đường phía trước mà cha phải bước tiếp thật mịt mù. Cha viết ra những dòng này không phải để phàn nàn về cuộc sống hay công việc hiện tại của bản thân. Cha chỉ muốn nói rằng, dù là công việc hay cuộc sống thì cũng sẽ có một dấu chấm hết cho tất cả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có điểm kết thúc. Thế nhưng, kết thúc cuối cùng cũng có nghĩa là bắt đầu. Khi cảnh tượng đầu tiên kết thúc, cha đã tưởng tượng và phác họa ra những kế hoạch để sống ở cảnh tượng thứ hai. Cha sẽ chọn ra một số kinh nghiệm quý giá mà bản thân đã trải qua ở cảnh tượng đầu tiên và truyền đạt lại cho con. Công việc đầu tiên trong đời cha là hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Bán lẻ, nói một cách dễ hiểu, là một công việc kinh doanh. Đây là tầng lớp bị đối xử thấp hèn nhất trong tứ dân, sĩ công, nông thương. Kinh doanh sẽ có phương thức độc đáo riêng của từng lĩnh vực. Cha cũng từng cảm nhận được điều này. Một vị tiền bối thường xuyên nói với cha một câu tục ngữ: sâu thông chỉ nên ăn lá thông, nếu ăn lá rụng thì sẽ chết. Trên bàn nhậu, người đó thường nói với cha rằng người bán thịt thì chỉ nên bán thịt, nếu kinh doanh nhà hàng chắc chắn sẽ phá sản. Vậy, rốt cuộc, tại sao một người bán thịt chuyển qua kinh doanh nhà hàng thì sẽ phá sản? Có 3 lý do để trả lời điều này. Thứ nhất, vì nhà hàng không phải là nơi chỉ đơn thuần kinh doanh thịt mà còn kinh doanh cả dịch vụ nữa. Thứ hai, nếu kinh doanh thịt là công việc chế xuất thì kinh doanh nhà hàng là làm những việc lặt vặt. Và thứ ba, những người bán thịt hướng tới thịt ngon, còn các nhà hàng nghiêm túc hướng tới khách hàng. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh chính là khách hàng, đó là việc nhận ra được tình cảm của khách hàng. Có lẽ tất cả các dự án phải đi vào tâm trí và trái tim của khách hàng thì mới đạt được thành công. Chả nghĩ rằng kinh doanh không chỉ đơn thuần là bán hàng, ta phải định nghĩa như vậy thì mới có thể thấu hiểu và quan tâm đến trái tim của khách hàng. Đầu tiên, hãy rèn luyện cơ bắp làm việc của con theo đặc thù của từng lĩnh vực công việc. Thứ hai, hãy nhận ra bản chất của công việc bằng cách xuất phát từ đáy của công việc ấy. Thứ ba, chiếm được cảm tình của khách hàng là điều quan trọng nhất trong mọi việc. Cha hy vọng bài điều này sẽ trở thành cơ sở cho việc nghiên cứu kinh tế của con. Phương thức kinh doanh khiến tiền bạc luôn bám theo ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Bizbook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603
để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công.